Nhà thuốc Đông y Hương Chờ Thảo Dược vùng Tây Bắc xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Hương Chờ. Hôm nay Hương Chờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây bát soi các bạn nhé. Quê mình người Tày gọi là co mẹ tọng. Nhưng mà tất cả mọi nơi trồng rừng thì thường gọi cây này là cây bát soi các bạn. Cây bát soi là một cây mộc hoang dã, ít người trồng. Nhưng chỉ có những nhà làm thuốc như nhà Khương Chờ thì trồng để nhỡ ngại ra nửa đêm gần sáng bệnh nhân đến thì chạy ra chặt lấy một ít các bạn nhé. Cây ba soi là một cây mọc cách lá mọc cách các bạn nhé, thân lúc già và non đều có rãnh chạy dọc rồi các bạn ạ. Lá hình tim rộng từ 20 đến 25 cm các bạn nhé. Cả hai mặt lá lúc già không có lông, mặt dưới thì giáp gân nổi rõ rệt các bạn nhé. Đấy. Gân nổi rõ rệt. Cây ba soi là một cây thuốc quý các bạn ạ. Cây này trước hết mình giới thiệu các bạn một bài thuốc để dùng cho trẻ con mới sinh nhé. Mới sinh hoặc là mấy tháng các bạn nhé. Đây. Nếu như trẻ con mà bị tưa lưỡi, nứt lưỡi các bạn nhé, nó cứ đóng bờ vào lưỡi, lưỡi trắng ấy. Bạn lấy cái nhựa cây ba soi này các bạn này, bôi vào lưỡi cháu chỉ 3 lần là nó bóc lột hết những cái lưỡi bị viêm các bạn nhé. Kể cả lưỡi viêm lưỡi bản đồ cũng bôi được các bạn nhé. Cây này mùa này chặt ra nó có màu này, nhưng về mùa tháng 2, tháng 3 chặt như thế này nó sẽ có màu đỏ. Đỏ nhé, đỏ như máu luôn. Các bạn nhớ nhé, trẻ mà bị tưa lưỡi này, bị lưỡi trắng này, là bạn lấy cái nhựa cây ba soi này chặt ra xong rồi lấy bông quết bôi vào lưỡi cho các cháu nhé. Cây ba soi là một cây thuốc quý để dùng chữa bệnh đại tràng các bạn nhé. Nếu các bạn ở những nơi có cây ba soi này, các bạn làm độc vị được các bạn nhé. Các bạn bóc cái vỏ này và cái rễ nó, các bạn đun uống cho tôi. Còn ngoài, nếu mà các bạn không phải thầy thuốc mà các bạn muốn làm nghề thuốc, các bạn theo dõi nhé. Cây ba soi toàn cây các bạn nhé, có khả năng lấy cả lá được, bởi vì cái lá nó cũng tác dụng rất tốt. Về băm nhỏ phơi khô một nắm, cây khổ sâm băm nhỏ phơi khô một nắm, cây dây dạ cẩm băm nhỏ phơi khô một nắm, cây bưởi bung băm nhỏ khôi xô một nắm, cây bầu giác băm nhỏ phơi khô một nắm. Nếu như bị đi ngoài nhiều lần thì bạn cho tôi thêm mỗi một ấm vài lát cây hoàng đằng các bạn nhé. Đây là bài thuốc chữa đại tràng và dạ dày rất là quý các bạn ạ. Các bạn nhìn kỹ nhé, lá non có màu nâu rồi. Này, khi già thì màu xanh này. Đấy. Thân có rễ chạy dọc nhé. Các bạn mà làm thuốc ít ý, thì các bạn bóc cái vỏ đun uống cho tôi nhé. Còn như nhà chúng tôi không thể nào làm như thế được mà chỉ có băm cả cây, cả rễ thôi nhé. Đây. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.